Kính chào quý vị đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị đến với câu chuyện. Những câu chuyện tình đạp gió rẽ sóng, vượt ngàn chông gai hiếm có ở Việt Nam. Cưới vợ mới cho con rể. Người mẹ, người phụ nữ làm nên điều hy hữu mà trước giờ hiếm người làm được là bà Lê Thị Sáu. Bà Sáu năm nay đã ngoài 70 tuổi, chồng mất từ khi con còn nhỏ. Một mình bà đã gồng gánh nuôi hai người con gái khôn lớn trưởng thành. Sau cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa con gái ruột và con rể, con gái bà Sáu đã bỏ đi nơi khác. Mình bà sống chung trong ngôi nhà với con rể cùng các cháu ngoại và cũng coi anh con rể Lịch như con trai của mình. Chính vì vậy mà với người vợ sau của anh Lịch được bà coi như con dâu. Bà chỉ có một mong muốn khắc khoải, đó là ở tuổi xế chiều được quây quần bên các con, các cháu sống thật hạnh phúc. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với bà Lê Thị Sáu để lắng nghe nhiều hơn về câu chuyện phía sau. Cô là cưới vợ mới cho con rể cũ. Thì câu chuyện này là một chuyện lạ, bản thân con cũng như là mọi người rất là tò mò. Không biết là lý do vì sao cô lại có thể làm được điều như vậy, cô có thể chia sẻ cho con biết lý do không ạ? Nói chung ấy, thì nói thực sự với các cháu là bây giờ ấy, cô từ ngày sinh cái Hương này ra, từ ngày nó đi học cho đến bây giờ này, thì nhiều khi nó làm cho cô đau lòng, khóc hết nước mắt rồi. Thực sự là như thế. Mà con rể nhà cô nó là về đấy từ năm 2013, năm nay là 10 năm. Nhưng mà đối với con rể chưa mất một giọt nước mắt nào. Chưa mất một giọt nước mắt nào. Mà thật vợ nó bỏ đi như thế, bỏ con, bỏ mẹ như thế. Nó vẫn ở đây để nó giữ. Trông cửa, trông nhà, trông mẹ, trông nom con. Cho nên mà không có một cái chuyện gì mà có căn cớ gì mà được cô đuổi chồng nó đi. Từ ngày nó đi, cô cũng bảo rằng mày đi đâu thì đi, con mẹ không bao giờ mẹ đuổi sang Lịch. Cũng vì tấm lòng cao cả của bà, anh Lịch đã coi người mẹ vợ này như mẹ ruột của mình. Trong mắt anh Lịch, mẹ Sáu là người tuyệt vời nhất. Anh dặn lòng nhắc nhở người vợ mới phải chăm sóc tốt cho bà Sáu để bù đắp công lao bà đã hy sinh cho anh và các cháu. Từ anh về đây thì mẹ cô Sáu ấy, là mẹ vợ anh thì cũng sống nhất là tốt với anh, là một người mẹ tốt. Từ ngày anh ốm thì cũng, mẹ cũng là người chăm sóc anh và cả vợ nữa. Đấy, hai mẹ con cũng gọi là chăm lo cả vợ cả con. Mẹ cũng tốt. Thì từ ngày hai vợ chồng trục nhặt với nhau ấy, thì anh ốm thì vợ anh cũng chả hỏi han cái gì. Gọi là mẹ anh là bây giờ là người chăm sóc anh đầu tiên nhất. Anh ốm anh đau gửi cả từ cốc nước mẹ lấy cho anh. Anh Lịch có thêm người phụ nữ đầu ấp tay kề, mẹ Sáu có thêm người con dâu mới. Câu chuyện hy hữu nhưng cũng đầy tính nhân văn này trở nên thật bình thường trong gia đình của bà Lê Thị Sáu tại xóm Đá Thâm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Người đàn ông bình dị, mộc mạc ở tuổi 74 này là một trong những người có mối tình đẹp nhất thế kỷ 20, từng làm chấn động thế giới một thời. Chuyện tình của ông với cô gái người Triều Tiên đã vượt lên trên tất cả về mặt không gian và thời gian. Khi đó, đích thân Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã xin dâu cho ông trong một chuyến thăm Triều Tiên. Xem lại cuốn album chứa đầy kỷ niệm, ký ức về hạnh phúc vẫn nguyên vẹn trong ông như những ngày đầu. Hình ảnh một cô gái Triều Tiên xinh đẹp đầy sức hút ngay từ lần đầu nhìn thấy đã thôi thúc ông làm một điều mà thời điểm đó được cho là rất táo bạo. Lúc đấy thì tôi mới nghĩ là nếu mà cái cô kia mà là vợ mình tốt quá thế thì nó cái tất cả cái đấy nó theo tôi suốt đến bây giờ. Ông là Phạm Ngọc Cảnh, bà là Ri Yung Hui. Năm 1967, ông Cảnh được nhà nước cử sang học đại học ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đến năm 1971, ông xuống thực tập ở nhà máy phân đạm Hưng Nam khi đang học năm thứ ba. Bà Ri Yong Hui khi đó là cô gái làm trong phòng thí nghiệm tại phân xưởng mà ông Cảnh đang thực tập. Chính khoảng thời gian này đã tạo nên một mối lương duyên thế kỷ. Thế nhưng, thời điểm đó giữa hai quốc gia có những quy định rất ngặt nghèo, đó là người Triều Tiên không được có tình cảm với người ngoại quốc. Vì vậy, tình yêu ấy được hai người giữ kín trong lòng mà không dám thổ lộ.
Ông Cảnh nhớ lại, khi đó bằng mọi cách, ông cố tình tìm các cơ hội để được gặp gỡ người mình thầm thương trộm nhớ. Có lần ông Cảnh vô tình bắt gặp cô gái Triều Tiên ở hành lang khi đi lấy mẫu thí nghiệm. Ông đã chủ động chạm mặt để chào hỏi. Sự ngại ngùng khiến hai người chỉ kịp chào nhau một câu rồi đi luôn chứ không dám dừng lại trò chuyện gì nhiều. Thì tôi mới hỏi cô là Dương Hy có người yêu chưa? Thế cô bảo chưa, thế tôi có chuẩn bị sẵn một cái không có ảnh cá nhân, tôi có cái bức ảnh bằng này này, nhưng mà chụp với lại hai người bạn nữa ở cái cùng trường ấy. Thế thì tặng cái bức ảnh đấy với lại một cái khăn mùi xoa mua ở Trung Quốc. Sau lần gặp gỡ đó, tình yêu bắt đầu chớm nở. Cứ như vậy, mỗi tháng một lần, chàng trai người Việt và cô gái Triều Tiên tìm cách gặp gỡ nhau trong thận trọng. Và rồi tình yêu mỗi ngày một lớn dần, đến mức cả hai cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Nhưng niềm vui chẳng được bấy lâu thì ông Cảnh phải về nước vào năm 1973. Khi đó ông Cảnh để lại cho bà Yong Hui những phong bì thư để sẵn địa chỉ ngân hàng nhà nước nơi mẹ ông làm việc để bà viết thư gửi về Việt Nam cho ông chứ không dám để địa chỉ nhà. Đến năm 2002, trong bầu không khí nồng ấm ngoại giao giữa hai nước, Việt Nam tiếp tục có đoàn công tác sang thăm Triều Tiên. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dẫn đầu đoàn đã đích thân xin dâu cho ông Phạm Ngọc Cảnh sau khi được nghe câu chuyện tình yêu đôi lứa đầy trắc trở xuyên biên giới. Đến tháng 9 năm 2002, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo việc kết hôn của ông Cảnh và bà Yong Hui đã được Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên phê chuẩn. Theo công hàm, sau khi kết hôn, việc mà họ sống ở đâu là theo hy vọng của họ. Nếu cô Yong Hui cư trú và sống tại Việt Nam thì cô ấy trở thành công dân Triều Tiên ở nước ngoài. Ông Cảnh ngay lập tức sang Triều Tiên đón dâu trong tâm trạng vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, khi sang được Triều Tiên, ông Cảnh không được gặp bà Yong Hui ngay. Phải đến 15 ngày sau, ông mới được gặp bà Yong Hui. Sau 31 năm chờ đợi, bao nhiêu nỗi nhớ nhung của mối tình đầu giữa ông Cảnh và bà Yong Hui đã đơm hoa kết trái. Cứ thế, đám cưới của hai người diễn ra trong niềm vui của cả hai nước. Đám cưới ở nhà gái được tổ chức đơn giản trong Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Từ ngày ông Cảnh rước bà Yong Hui về Việt Nam đến nay đã 20 năm. Dù không có con, nhưng tuổi già của ông bà vẫn thật hạnh phúc. Không chỉ chăm sóc nhau những lúc ốm đau, bệnh tật, ông còn thường xuyên đưa bà đi du lịch khi có điều kiện. Ông Cảnh vẫn luôn thầm cảm tạ trời đất đã cho hai người được sống bên nhau. Dù cuộc sống bên ngoài có vội vã, nhưng ở bên bà Yong Hui, ông luôn cảm thấy bình yên lạ kỳ. Căn nhà nhỏ bé tại huyện Gia Lâm, Hà Nội vẫn đang là nơi ông bà an hưởng tuổi già và là nơi chứng kiến một tình yêu bền bỉ bất chấp không gian và thời gian. Em yêu thương, đêm nay anh sẽ cùng đồng đội giáp trận với quân thù, nhưng em yên tâm, anh sẽ chiến thắng trở về. Mình sẽ lại hạnh phúc, sẽ lại đưa nhau về ngoại nghe em. Chúc em và con mọi sự tốt lành, hôn con thay anh đi em, hôn em và con. Bên khung cửa sổ cùng ánh nắng nhẹ của một ngày chớm đông, người phụ nữ đã 65 tuổi đọc lại cuốn nhật ký mà người chồng quá cố để lại. Đã gần 40 năm trôi qua, tình yêu chỉ được tính bằng những lần gặp gỡ ngắn ngủi, ở cạnh nhau vỏn vẹn mấy năm trời. Thế nhưng với bà Hạnh, những ký ức về chồng và hành trình tình yêu của hai người vẫn luôn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên. Tháng 7 năm 1985, chiến sĩ Trần Đại Phong, chồng của bà Phạm Thị Ngọc Hạnh đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc. Tình hình chiến sự căng thẳng, khi không thể gửi những bức thư về cho gia đình và người vợ thân yêu, người chiến sĩ ấy đã đặt bút viết nhật ký để ghi lại những tâm tư, tình cảm và hành trình chiến đấu. Thế nhưng, chỉ viết được vài trang ít ỏi, chiến sĩ Trần Đại Phong đã hy sinh. Với mong muốn sau này gửi về hậu phương, ông đã ghi chép lại tình cảm của mình khi đang ngồi trong hầm rất chật, kê sổ lên đùi, vội vàng vì chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hành quân. Dưới ngòi bút của người lính trẻ,
những con chữ đã đong đầy tình yêu thương. Và cuốn nhật ký ấy cũng là một trong số ít những kỷ vật mà liệt sĩ Trần Đại Phong để lại. Cái hôm đó, cuộc chia tay, nó có cái gì đó nó làm cho cô bây giờ không bao giờ quên. Bây giờ cứ nhắc đến những kỷ niệm về người lính, và nhất là những kỷ niệm của chú, cô rất xúc động. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, bà Hạnh và ông Phong đã kết bạn làm quen, duyên số để hai người cùng được cử lên tỉnh Hoàng Liên Sơn lúc bấy giờ để công tác. Với lời dặn, nhớ viết thư cho anh em nhé. Sau một năm kể từ ngày quen biết, hai người đã về chung một nhà. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu. Hai năm sau ngày cưới, năm 1984, ông Phong được điều động đi tăng cường bảo vệ biên giới Vị Xuyên. Và tại nơi đó, ông đã nằm xuống, để lại vợ và hai đứa con thơ. Khi ấy, đứa con đầu lòng của ông vẫn chưa đầy một tuổi, còn đứa con thứ hai chưa từng nhìn thấy mặt cha. Sau những lá thư đầu tiên mà chồng gửi về, những ngày đầu tháng 7 năm 1984, ông Phong bỗng bật vô âm tín. Hết kỳ nghỉ hè, trở về Lào Cai để giảng dạy, bà Hạnh nghe nhiều tin đồn về tình hình nơi chiến trường, trong đó có cả tin chồng mình đã gặp nguy hiểm. Dự cảm chẳng lành, bà cùng người em trai của chồng đã đi khắp các bệnh viện, trạm xá ở Hà Giang, ở Tuyên Quang và cả Vĩnh Phúc để tìm ông Phong. Lúc ấy, bởi lo cho chồng nên bà Hạnh đi lại quá nhiều mà không biết mình đã mang thai đứa con thứ hai. Chính cái ngày mà ông Phong đưa hai mẹ con bà về quê nghỉ hè để bước vào trận chiến khốc liệt ấy, ông đã để lại giọt máu cuối cùng cho bà. Và mãi sau này, bà mới biết là đơn vị đã giấu bà và gia đình, chỉ nói ông bị thương nặng và phải về tuyến sau điều trị rồi mất. Nhưng sự thật là ông bị thương nặng và mất ngay trên đường về trạm xá trong ngày 12 tháng 7 năm 1984. Đây cũng chính là ngày giỗ trận của sư đoàn 356. Trong trang nhật ký cuối cùng của mình, ông Phong cũng đã dự liệu những điều chẳng lành. Và đúng 3 ngày sau, ông Phong đã hy sinh. Thế chú Phong nhà cô thì người ta lại kể tiếp là chú bị thương rất nặng và được sơ cứu, đưa lên xe, rồi trở về, đưa về bệnh viện ở dưới thị xã Hà Giang ấy. Thế nhưng mà trên đường về thì chú đã hy sinh rồi. Giờ đây, hai đứa con của bà Hạnh và người chồng đã hy sinh, đã khôn lớn trưởng thành. Được sự động viên của các con và được bạn mai mối, bà Hạnh đã đồng ý đi bước nữa để có người nương tựa lúc tuổi già. Người chồng thứ hai của bà cũng là một người lính may mắn trở về từ chiến trường, nên rất thấu hiểu và trân trọng tình cảm mà bà dành cho ông Phong, cũng như yêu thương, quý trọng những người con riêng của bà. Đi qua những tháng ngày giông bão, giờ đây, ở tuổi xế chiều, bà Hạnh đã có thể được hưởng trọn vẹn những giây phút bình yên. Các con đã khôn lớn, bên cạnh có một người thấu hiểu, sẻ chia. Trong lòng vẫn có một người là cả thanh xuân, dành hết tâm tư, tình cảm.